Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ông Trump quyên góp được gần 53 triệu USD sau khi bị kết tội. Ngày 31 tháng 5, chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump cho biết họ đã huy động được số tiền theo ngày kỷ lục là 34,8 triệu USD chỉ vài tiếng sau khi một tòa án tại New York kết tội cựu tổng thống. Bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên tại tòa án tối cao Manhattan đã tuyên ông Donald Trump phạm tất cả 34 tội danh trong vụ kiện tỷ phú này, làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels trước thềm cuộc bầu cử năm 2016. Với diễn biến này, ông Trump trở thành cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ bị tuyên phạm tội hình sự. Nhưng một ngày sau đó, chiến dịch tranh cử của đảng Cộng Hòa khẳng định đã huy động được 34,8 triệu USD từ các nhà tài trợ trong vòng chưa đầy 7 tiếng đồng hồ sau phán quyết lịch sử vào chiều 30 tháng 5 giờ địa phương. Cố vấn cấp cao chiến dịch tranh cử là ông Chris LaCivita và bà Susie Wallet cho biết gần 30% trong số những nhà tài trợ đó là những người mới tham gia trang quyên góp WinRed của cựu Tổng thống Trump. Họ đồng thời nhắc lại cam kết của ông Trump sau phiên tòa rằng phán quyết thực sự sẽ đến vào ngày bầu cử năm tháng 11. Chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump nhấn mạnh với kênh NBC News Mỹ rằng số liệu gây quỹ mới nhất chỉ bao gồm các khoản quyên góp được gửi trong khoảng thời gian từ khi có phán quyết vào chiều hôm 30 tháng 5 đến nửa đêm 31 tháng 5 giờ địa phương. Khoản tiền khổng lồ này đến chưa đầy 2 tuần sau khi ông Trump báo cáo số tiền gây quỹ hàng tháng cao hơn ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden, và đây là lần đầu tiên trong năm 2024. Theo đó, vào tháng 4, chiến dịch tranh cử của ông Biden huy động được 51 triệu USD, còn ông Trump là 76 triệu USD. Mười hai người sẽ định đoạt số phận pháp lý của ông Trump. Bồi thẩm đoàn 12 người ở tòa New York định đoạt Trump có tội hay không với cáo buộc chi tiền bịt miệng sau khiêu dâm, quyết định có thể gây tác động lớn tới bầu cử tổng thống. Phiên tòa hình sự Manhattan xét xử ông Donald Trump trong vụ truy tố làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền ém thông tin bất lợi khi tranh cử năm 2016 đang dần đi đến hồi kết. Sau hơn một tháng diễn ra các phiên tranh tụng dưới sự chủ trì của thẩm phán Juan Merchan, bồi thẩm đoàn 12 người trong tuần này đã đưa ra quyết định quan trọng nhất: ông Trump có tội hay không. Bồi thẩm đoàn gồm 12 bồi thẩm viên chính thức và 6 thành viên dự bị được thành lập trong 4 ngày làm việc đầu tiên của phiên tòa, bắt đầu từ ngày 15 tháng 4. Nhiệm vụ quan trọng nhất của họ là xác định xem ông Trump có tội hay không với cáo buộc che đậy các khoản chi cho Stormy Daniels để sau khiêu dâm này không lên tiếng về bê bối tình ái với ông trước thềm cuộc bầu cử năm 2016. Trong các phiên tranh tụng những tuần qua, phía công tố viên và đội ngũ pháp lý của ông Trump đã triệu tập hàng loạt nhân chứng ra trình diện tòa để cung cấp lời khai trước bồi thẩm đoàn. Các công tố viên đã triệu tập 20 nhân chứng xuất hiện trước tòa với tổng thời gian điều trần hơn 50 giờ. Trong số này có Daniel, cựu luật sư thân tín Michael Cohen của Trump, David Becker, khi đó là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành công ty truyền thông AMI, chuyên hỗ trợ Trump tóm và diệt thông tin bất lợi. Thẩm phán Merchan dự kiến tuyên bố kết thúc giai đoạn tranh tụng vào ngày 28 tháng 5. Bồi thẩm đoàn sẽ thảo luận trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Phần nhàm chán nhất với bồi thẩm đoàn là ngồi nghe các bên tranh luận đã kết thúc. Cựu công tố viên New York Bernarda Villalona nói: "Nhưng trớ trêu là phần nhàm chán nhất lại quan trọng nhất vì nó cung cấp thông tin cho họ ra quyết định." Bồi thẩm đoàn gồm 7 nam và 5 nữ, hầu hết tốt nghiệp đại học và có 2 người là luật sư. Họ được lựa chọn để đảm bảo có thể đưa ra quyết định khách quan nhất mà không bị ảnh hưởng bởi yếu tố chính trị. Dựa trên lời khai của các nhân chứng, họ sẽ định đoạt số phận pháp lý của ông Trump tại phiên tòa. Việc hai luật sư tham gia bồi thẩm đoàn dường như là yếu tố lý tưởng trong những vụ kiện phức tạp và có ảnh hưởng như của ông Trump.
nhưng cũng là con dao hai lưỡi. Jeremy Salen, cựu công tố viên Manhattan cho biết, theo Salen, một khi đã tham gia bồi thẩm đoàn, mọi lời nói, hành động của họ đều có thể gây tác động lan tỏa ở mức độ chưa thể lường trước và công chúng sẽ không muốn các luật sư trong bồi thẩm đoàn áp đặt cách diễn giải luật của họ lên những thành viên còn lại. Bất cứ quyết định nào của bồi thẩm đoàn cũng cần có sự đồng thuận. Nếu toàn bộ 12 bồi thẩm viên kết luận Trùm có tội, thẩm phán chủ tọa sẽ là người quyết định bản án. Chính trường Mỹ khi đó sẽ đối mặt với tình huống chưa từng có. Một cựu tổng thống, ứng viên đề cử đảng Cộng Hòa, giờ đây là một tội phạm. Làm giả hồ sơ kinh doanh là tội nhẹ, nhưng nó bị coi là trọng tội cấp E nếu được thực hiện để che giấu tội khác. Cấp E là mức trọng tội thấp nhất ở New York, có thể bị phạt tới 4 năm tù. Kết quả thăm dò do CBS News YouGov thực hiện ngày 14 đến 21 tháng 5 cho thấy 56% người được hỏi tin ông Trump chắc chắn hoặc có thể đã phạm tội. Tỷ lệ này cao hơn trong nhóm ủng hộ đảng Dân Chủ. Công chúng Mỹ cũng chia rẽ về cách bồi thẩm đoàn ra phán quyết. Nếu bồi thẩm đoàn quyết định ông Trump có tội, nó sẽ tác động đáng kể đến vị thế của ông trong cuộc bầu cử. 25% cử tri Cộng Hòa nói sẽ không bỏ phiếu cho Trump nếu ông bị kết tội. Theo khảo sát do Reuters Ipsos thực hiện hồi tháng 4 với các cử tri đã đăng ký, 60% cử tri độc lập chung quan điểm. Whit Ayres, nhà thăm dò của đảng Cộng Hòa, hoài nghi về tỷ lệ cử tri phe này thực sự từ bỏ Trump, nhưng cảnh báo sự quay lưng dù chỉ từ số ít cử tri trung lập cũng có thể giúp Tổng thống Joe Biden đắc cử. Tricia McLaughlin, từng là cố vấn cho chiến dịch của ứng cử viên Cộng Hòa Vivek Ramaswamy, nói phán quyết có tội sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của Trump bởi ông ghét thua cuộc. Ngoài ra, chiến dịch của ông Trump sẽ phải tăng phân bổ nguồn lực tài chính cho vấn đề pháp lý do cựu tổng thống chắc chắn sẽ kháng cáo. Trong khi đó, nếu bồi thẩm đoàn ra phán quyết vô tội, đó sẽ là chiến thắng rất lớn cho ông Trump, đặc biệt là khi cựu tổng thống nhiều lần chỉ trích vụ truy tố là săn phù thủy nhằm cản trở chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng của ông, theo giới quan sát. Cựu tổng thống sẽ dùng phán quyết tại New York để phân bố các vụ truy tố khác nhằm vào ông là không có cơ sở pháp lý, McLaughlin nhận định. Ông Trump còn đang đối mặt hai vụ truy tố liên bang liên quan cách xử lý tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng ở Florida, âm mưu lật kèo bầu cử năm 2020, dẫn đến vụ bạo lực đồi Capitol ở Washington và vụ truy tố cấp bang âm mưu thay đổi kết quả bầu cử năm 2020 ở bang Georgia. Ông Trump đều bác bỏ các cáo buộc. Nếu không thể đạt đồng thuận về quyết định cuối cùng, bồi thẩm đoàn có thể thông báo với thẩm phán chủ tọa rằng họ đang bế tắc. Tại tòa án liên bang và nhiều bang, trong đó có New York, thẩm phán sẽ đọc chỉ thị Orlin, kêu gọi bồi thẩm viên xét lại quan điểm cá nhân và thay đổi nếu họ cảm thấy mình sai. Thẩm phán sẽ cảnh báo bồi thẩm viên không thay đổi quan điểm nếu chỉ nhằm đạt phán quyết hoặc khiến niềm tin của họ vào vụ kiện bị suy yếu. Một số bang tại Mỹ cấm đọc chỉ thị Allen bởi giới chức tin rằng động thái này gây áp lực lên bồi thẩm đoàn để họ đạt quyết định đồng thuận. Nếu việc này không giải quyết được bế tắc ở bồi thẩm đoàn, thẩm phán sẽ quyết định đình chỉ xét xử, tiến hành lại phiên tòa từ đầu. Ông Trump có thể sẽ coi đình chỉ xét xử là một chiến thắng, theo giới phân tích, dù việc này không đồng nghĩa ông trắng án. Karen Finney, cố vấn đảng Dân Chủ, từng làm việc tại Nhà Trắng dưới thời ông Bill Clinton, nói bất kể phán quyết là gì, ông Trump sẽ không còn bị hạn chế bởi lệnh cấm phát ngôn trong quá trình xét xử. Finney tin chắc ông Trump sẽ công kích các đối thủ gay gắt hơn nhằm phục vụ mục đích chính trị của mình. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!